Hello anh em, mình vừa tạo một cái danh mục tên là AirDrop năm 2023, tổng hợp lại tất cả những AirDrop mình nhận được ở trong năm 2023 này, tính giá trị của nó tới thời điểm hiện tại nếu như mình chưa bán ha. Thì cái danh mục này mình để ở công khai trên trang là cryptocurrency.market. Anh em có thể lên cái website này, bấm vào phần Public Portfolio. Sau đó thì có thể search cái từ khóa, anh em bấm Ctrl F ở trên cái chữ website này ha. Và search cái từ khóa là 2023. Thì tìm ở đây nè. Cái nào nó có người tạo tên là Việt Nam 91 và nó có cái dấu tích ở đây ha. Dấu tích có nghĩa là mình là học viên ở trên cái trang này, nó có cái dấu tích thì đây là cái danh mục của mình. Anh em có thể bấm vào và sau đó anh em kéo xuống dưới, nó sẽ ra cái phần component, có nghĩa là những cái đồng Aerox mình đã nhận được trong năm 2023 này. Thì mình đã viết ra một vài những cái lưu ý ở đây ha. Ở đây mình chỉ tính trên một ví ha, coi như là anh em chỉ làm một ví, mình chỉ làm một ví thôi, anh em không quan tâm là mình làm bao nhiêu ví cả. Rồi, và mình đã nói trước đó tính tới giá trị hiện tại nếu như mình chưa bán. Thì có một vài error cho này mình đã bán rồi. Mình đang viết một cái bài viết ở trên blog của livevietnam.com chia sẻ về những cái sai lầm trong quá trình làm error, thì khi anh em đọc bài viết đó sẽ rõ hơn là những cái nào mình đã bán, những cái nào mình chưa bán. Còn khá nhiều những error nhỏ lẻ ở trong năm 2023 này và mình không nhớ hết được ha. Nó vài chục đô, vài trăm đô nhưng mà nhiều quá mình cũng không nhớ được. Cái này mình vừa ngồi tạo nhanh thôi. Hiện tại thì mình vẫn đang chờ hai cái error tiếp theo mà đã công bố chính thức, đó là Jupiter và Zito. Hai cái dự án này đều nằm ở bên hệ sinh thái là Solana. Và trong tháng 12 này thì mình tin là vẫn sẽ có thêm những cái airdrop khác. Thì khi mà có airdrop của Jupiter, Zito mình sẽ cập nhật vào đây và thêm những airdrop nào đó trong năm 2023 thì mình cũng sẽ cập nhật vào cái danh mục công khai này cho anh em kiểm tra ở trên là cryptocurrency.market. Ngoài ra thì mình cũng có một cái channel Telegram để mà chuyên cập nhật những cái dự án về airdrop, anh em có thể tham gia trên này ha. Đường link mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video. Rồi và khi kéo xuống dưới cái phần component của cái danh mục này thì anh em sẽ thấy là tính tới thời điểm hiện tại, cái Aerob có giá trị lớn nhất mình nhận được là Arbitrum 3.000 token với giá khoảng hơn 3.000 đô hiện tại ha. Tiếp theo là đồng Bit Network mình vừa nhận trong tháng 11 này. Đồng Arcam. Channel YouTube của mình cũng là cái kênh đầu tiên mà chia sẻ về cái dự án Arcam ở Việt Nam. Thì giá trị của nó tính tới thời điểm hiện tại khoảng là 1.876 đô. Đồng Bonk là một cái đồng meme coin của Solana mình nhận khoảng tháng 2 năm 2023. Thì tính tới giá trị hiện tại là khoảng 1.000 đô. Vertex mình vừa nhận trong tháng 11 này. Connect, đây là một cái dự án mà mình đã làm hơn 2 năm trước đó và sau hơn 2 năm thì nó mới chạy drop ha. Giá trị đạt 200 đô. Ngoài ra thì nhỏ nhỏ lẻ lẻ này. Anh em thấy có một đồng Optimism thì đây không phải là cái đợt 1 ha. Đợt 1 thì cái giá trị của nó tính tới điểm hiện tại phải hơn 100 triệu lận. Nhưng mà đây là cái đợt 2 thì hình như là có 35 đô thôi. Do cái đợt 1 nằm ở 2022 nên mình không có thêm vào đây. Và như mình nói đó, còn khá nhiều những cái nhỏ lẻ nữa mà mình không nhớ hết nên mình cũng không thêm vào đây ha. Thì tổng của nó sau khi mình làm xong đó là 9.090 đô. Thì mình làm một cái bài toán đơn giản như vậy cho anh em hiểu nè. Giá USDT trên Việt Nam đồng hiện tại ở trên Binance P2P là 24.690 ha. Rồi và mình sẽ mở cái máy tính lên mình nhân coi. 9090 nhân với 24690 sẽ bằng đâu đó khoảng 224 triệu. Bây giờ mình sẽ chia cái này cho 12 tháng đi. Thì với cái giá trị Aerob mà mình nhận trong 2023 này, chưa tính tháng 12 ha, thì tính ra trung bình á, mỗi tháng thì mình sẽ nhận được là khoảng 18 triệu, 18 triệu 700. Thì cứ cho trừ tất cả cái chi phí nó còn 18 triệu đi. Thì đây cũng là một cái con số, một cái số tiền hoặc là một cái mức thu nhập khá là ok. Đối với mình, đối với góc nhìn của mình, nó khá là ok ở Việt Nam. Và có thêm một cái nữa mà mình quên không nói, đó là mình cũng đã miss khá là nhiều những cái Aerob giá trị ở trong năm 2023 này. Như là đồng Celestia nè, đồng vài đồng khác nữa mà cái giá trị của nó cũng khá là lớn á, đồng Sui nè. Nhưng mà ở trong cái video này á thì mình đang tính tới cái giá trị ở thời điểm hiện tại vẫn đang còn là chưa đi vào trong cái thị trường tăng giá ha. Cá nhân mình á, thì mình tin rằng cái danh mục này á, nó sẽ tăng ít nhất là từ 5 lần. Ít nhất ha, góc nhìn của mình là ít nhất từ 5 lần khi mà thị trường chính thức đi vào chu kỳ mùa châu, mùa tăng giá. Cứ cho là 10.000 đô đi, nó phải tăng được 50.000. Thì nó có thật hay không ha? Mình sẽ cập nhật cái này cho anh em xem. Đến chắc là khoảng 2025 mình sẽ làm một cái video, mình quay lại thu lại cái lời nói của mình ở cái video này, đưa ra cái chứng thực ở thời điểm 2025 xem coi có thực sự là nó ít 5 lần hay không ha. Cùng chờ đợi thôi. Và giả sử như nó ít 5 lần thật đi, cái thu nhập hàng tháng nó không phải là 18 triệu như mình vừa tính mà nó là một con số cao hơn rất là nhiều. Lý do mình chia sẻ cho anh em cái điều này á, để làm điều gì, để mà muốn nói với anh em điều gì. Thì đầu tiên ha, mình muốn nhấn mạnh rằng làm Aerob á, anh em vẫn có thể có thu nhập tốt nếu như anh em xem đây là một cái việc làm nghiêm túc. Anh em đừng có dùng cái từ là chơi Aerob, mình khá là kỵ với cái từ chơi này ha.
Vì khi anh em dùng cái từ chơi ấy, nó đã thể hiện cái sự không nghiêm túc ở trong đó rồi. Mình nhắc lại ha, Aerob nó vẫn là một cái công việc, một cái việc làm nghiêm túc và nó sẽ có thu nhập tốt nếu như anh em thật sự nghiêm túc với điều đó. Anh em hãy coi đây là một công việc nó giống như một dạng đầu tư vậy. Tại vì anh em phải đầu tư rất là nhiều vào, đầu tư thời gian, đầu tư vốn và đầu tư chất xám vào trong đó. Thì nếu như anh em coi nó một dạng đầu tư nghiêm túc thì chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cho anh em hơn. Và tất nhiên là cái chìa khóa mà để dẫn tới cái lợi nhuận, cái sự thành công trong Aerob này đó là ngoài ngoài kiến thức ra thì cái kiến thức là cái mình có thể trau dồi được, có thể học được. Thì cái quan trọng là cái sự kiên trì này, cái sự nhất quán và cái sự kỷ luật. Thì mình có làm một cái khảo sát ở trong cái cộng đồng Live Vietnam Aerob riêng của mình á. Mình nhận ra là rất nhiều những anh em đều miss những cái Aerob gần đây nhất. Tại vì anh em không có sự kiên trì, không có sự kỷ luật, không có sự nhất quán đó. Mình thống kê ở đây nè, khoảng tầm 6 tháng thị trường đi đi trong cái giai đoạn này á, cái gas fee cực kỳ thấp luôn, thấp nhất trong lịch sử luôn, khoảng tầm chỉ 20, 18. Nói chung là cái phí rất là rẻ mà hầu hết cái thời điểm này á, mọi người rời bỏ thị trường. Những anh em ở trong nhóm, cái nhóm thu phí của mình luôn, anh em cũng rời bỏ thị trường. Mình thì mình không bỏ một lúc nào hết đâu. Ngày nào mình cũng làm, ngày nào mình cũng đi tìm những cái nhiệm vụ mới, những cái dự án mới, những cái task mới mà mình làm. Thì đó là cái lý do mà mình nhận lại được những cái thành quả ở thời điểm hiện tại. Và khi anh em thay đổi được cái tư duy, thay đổi được cái mindset, thay đổi được cái thái độ khi anh em tiếp cận với công việc này á, thì không cần anh em phải may mắn đến cái mức mà nhận được tất cả những Aerob trên thị trường này ha. Cái điều đó là gần như là không thể rồi, nhưng mà không cần như vậy thì anh em vẫn có được một cái thu nhập rất là tốt nếu như anh em coi đây là một cái công việc nghiêm túc. Thì nội dung video này chỉ có như vậy thôi. Và nếu như anh em thấy video này hay thì có thể ủng hộ bằng cách là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và tham gia vào những cái cộng đồng đầu tư, cộng đồng Aerob mình để ở phần mô tả của video này ha. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những cái video sau.